Con kiếm cái ống trúc bằng chân cái mình cắt hai đầu hết. Cái con khoét 973 đi. Chẳng hạn cái ống này con cắm dưới đất, cái con khoét cái lỗ con bằng cái trường 7 ngoài đó. Ở trong có cái máy anh chui dưới hang đào ảnh cực lắm. Có thể tối một ngày con đào được có hai hang thôi. Sợ không được nói nữa. Nó sâu hơn sao Nó sâu. không ta? Rồi anh chạy dưới mình thấy anh chạy rồi đúc bẫy thật kiên dư. Lát anh trùng lên bẫy xiết cuốn họng rồi. Dạ đuôi. Mà nói chung con công trống không nhờ công máy thì nó cũng chết hết. Chúng đập chết hết. Bị khi anh múa anh dụ gái rồi cái đuôi phủ anh đâu thấy đường. Rồi anh máy chính giữa vậy đó, anh múa xung quanh anh múa cho anh cắn lộn đá lộn nhau dữ dằn lắm à. Công cửa dài vậy nè. Tranh giành phụ nữ Thì nó dụ phụ nữ đó. ha. Cái Cái lục con dương lên nó có cái lưới trước vậy nè, lục như lục cu lục cúng núm mà cái lục nó bự. Y như lục gà gà cũng đúng. Có đa đa mồi trống. Hồi công nhận muốn liền ông búng tay cái bóc là nó gái liền. Mấy con kia háo thắng chạy lại đá Ừ mà chứ. ông hay cái dùng tao nói đó là con trùng hổ kêu con địa long nó ỉa mày đi mùa khô mày đi dấp té mày bị chảy máu đó. Nó ỉa đất lên cục bắp tay cao vậy nè. Ôi Con chim la đa ảnh chuyên nghiệp ăn trùng. ôi. Anh lại anh biết con trùng nó lên ỉa bị ỉa đất dung dung anh đứng anh rình mà ỉa vừa đất dung là anh tấp ngang cái cục cứ gãy rồi là anh nắm dính trùng anh rút lại. Con nó tự nhiên kỳ nhông mình mà nó ấy nó chạy lẹ lắm bây giờ ta nuôi ta bán nó năm 600.000 ký lô con là bằng cầm tay không, mình cái lớn đó hơn con không càng tư tôm. à càng tôm à Con nhông nó bằng kỳ nhông mình mà nó ở dưới đất không à, chứ nó không ở đọt cây. Con ủa kỳ nhông mình thì nó ở đọt cây hay theo hàng rào nó ăn bướm này kia, còn con nhông nó ở dưới đất. Mày thấy nó đào cái hang, mày đào một hang hai hang là tối ngày đó chưa chắc bắt được nó. Mà trên miệng tuyệt đối con không thấy cục đất nữa, na đất bỏ đi chỗ khác hết. Cái ngộ hang đây nó na đất có thể 5-10 thước cũng bỏ ngoài, chắc nó làm gì đừng cho người ta phát hiện có cái đừng cho hang phát hiện. nữa. Mình chạy lẹ lắm à, con kỳ nhông mình chạy không lỡ nó đâu. Nó cũng giống con kỳ nhông hết sao Giống kỳ nhông nhưng mà nó có bông đẹp hơn kỳ nhông. tôi Cũng nó bằng vậy hay sao không bằng vậy đó. nó là thuộc họ kỳ đà Không phải con nhông, nhông nhông còn cái con hàng rào của mình đây là con kỳ nhông bị trên cổ cúc anh có răng cưa này nè, là khủng long đời tiền sử bây giờ bị tái diễn lại anh nhỏ con lại. Đó là khủng long ăn thịt. Mới con kỳ nhông thì nó có độc không tư? Con kỳ nhông có độc. Kỳ nhông nó cắn con ngựa bầm đốm đốm cũng như mắc bệnh sida, cũng kéo đờm như rắn hổ vậy. Con kỳ nhông. Còn con Ủa nhông nó không có độc. ghê. Con nhông anh ăn dưới đất không à, anh chạy anh ăn bù cào dế cái loài côn trùng con trùng kia. Anh ở dưới hang tao mần bẫy tao bắt ảnh một ngày vậy tao bắt có mấy chục, ngon lắm ảnh, ngon lắm. Về trụng nước sôi cái con ruột cái dãy nhám nó rồi mổ ruột bỏ rồi ấy rồi chặt xào cà gió rồi kia thơm phức nhất là nướng. Ông bẫy bằng cách nào vậy ông cưng? Con kiếm cái ống trúc bằng chân cái mình cắt hai đầu hết. Cái con khoét 973 đi. Chẳng hạn cái ống này con cắm dưới đất, cái con khoét cái lỗ con bằng cái trường 7 ngoài đó. Ở trong có cái máy anh chui dưới hang đào ảnh cực lắm. Có thể tối một ngày con đào được có hai hang thôi.
sợ không được nói nữa. Nó sâu hay sao không ta? Nó sâu. Rồi anh chạy với mình, thấy anh chạy rồi để đúc bẫy thật kiên dư. Lát anh trùng lên bẫy xiết cuốn họng à. Anh trùng anh đội cái máy trong á. Rồi nhờ dây thì ngoài mình vót cái cần. Cũng như cây tre, nói cái bẫy đó con ấy, cây tre này con đục lỗ đây, con vót miếng tre cho nó vừa cong cong độ, nó vừa bật, nó siết được thôi. Mà kẹt ảnh động, anh Trung anh, ở trong đó có cái máy. Đội, anh đội lên là dòng nó siết không hết rồi. Thường bẫy ấm. Bẫy đó con gài sóc, gài đồ này kia cũng được, nó sóc bây giờ nó gài bẫy kẹp. Nó mần hai cây, đường sóc chạy nó mần hai cây vậy nè, anh chung ngang đó nó kẹp anh thôi. Kẹp ngang ô ếch, anh hay ngang cổ thì mau chết ngang ô ếch. Ô bẫy này nó nhiều thứ bẫy lắm coi. Thời săn bẫy nào cũng biết hết. Ừ. Gài bẫy dưới đất, rồi gài bẫy trên cây. Bắt bộ nó ra Phú Quốc nó bắt khỉ rồi mày thấy. Như cái nhà mình dùng thiết bằng mình đó. Rồi anh trét nhất chân lớp bề cao 2-3 mét vậy đó. Anh hàng cái thùng vậy đó, anh đem chuối rồi này kia, có cái trụ chính giữa anh treo buồng chuối đó. Ngoài này bay ra trật tay té dưới rồi lên nữa. Khỉ không được? Khỉ. Trời ơi. Nó bắt một thùng mấy chục con đó, mà còn không lợi dân miền ngoài nó gài công với gà rừng. Dạ. Với gà lôi. Hồi nào giờ ông có ở trong này không có bắt con công lần nào không thứ? Không, nhưng mà ta thấy công mà bị là mình không có nuôi. Dạ. Chứ công con thì nó như gà lôi, nhưng nó chỉ khác cái lông. Gà lôi nó bông trắng đen, công nó màu xanh không à. Dạ. Chắc cái thịt nó cũng giống vậy hay không thứ? Thì nó hỏi nhau, nhưng con công cái đuôi đẹp lắm. Con công mà giờ con nuôi chừng 5 tuổi sắp lên nó tính là mấy chục rồi. Công trắng, công đồ gì nó nuôi đủ thứ giống công. Nó công thực thì nó đẹp hơn công cái không tư? Công cái thì nó xấu hơn. Công cái thì nó có màu một, nó đâu có cái đuôi. Mà nó cũng không có xè luôn hay sao? Đâu, nó đâu có đuôi mà xè. Có đuôi nó giót nhọn ra hơn công trống. Công trống nó mới xè đuôi. Mà nói chung con công trống không nhờ công máy thì nó cũng chết hết. Chúng đập chết hết. Bị khi ảnh múa ảnh dụ gái rồi cái đuôi phủ anh đâu thấy đường. Rồi anh máy chính giữa vậy đó, ảnh múa xung quanh, ảnh múa cho ảnh cắn lộn, đá lộn nhau dữ dằn lắm à. Công cửa dài vậy nè. Tranh giành phụ nữ ha. Thì nó dụ phụ nữ đó, dành gái. Con phải múa cho đẹp rồi này kia, cái sức mạnh rồi con cái nó mới lấy con, chứ không phải là như gà mình đụng ai đạp nấy đâu. Nội gà con thấy con gà trống này mà rượt gà mái kia, con kia nó chạy là nó đá té ngửa té nghiêng. Nó dành, dành gái. Anh phùng cái đuôi, anh phủ bích chịch, anh múa xè múa này kia nhà ông mái. Con máy nó phát hiện người ta mình, nó kêu tót tót, ảnh xếp đuôi ảnh phóng liền. Báo động. Hồi đó đi ngoài Buôn Mê Thuột nó nuôi bầy bầy cũng như nuôi gà lối mình nhá. Yeah. Con công nó có trước giờ ông Tư có ăn thịt nó lần nào chung ông Tư? Vô không? Dạ. Yeah. Nó cũng như gà thôi. Sợ nó ngon hơn gà mà bị nó ăn đồ rừng không không? Con gà lôi mắc à, gà lôi rừng bây giờ tính là mấy gì? Con được con mấy chục triệu, ta thấy tụi lên YouTube ngoài nước ngoài nó bán gà lôi đó. Ủa có loại gà, con gà lôi rừng nữa không Tư? Ồ, cửa nó dài, gà lôi rừng một con 10 mấy ký. Gà lôi rừng, gà lôi nhà mình nếu con nuôi lâu cũng 7-8 ký trở lại. Bày gà lôi rừng ngoài Mỹ nó bán. Miễn ăn sướng, hai cái ức với hai cái đùi rồi. Còn nhiều người cái sọt vô rừng. Ngộ không được. Còn mấy nó chặt cánh rồi này kia, với nó lột da, nó lấy đặng nó về nó bông gòn, nó làm gà lôi giả. Yeah. Làm gà lôi giả, nhưng mà trong cái chỗ thằng sát thủ đó nó có cái máy.
Nó thu tiếng gà lôi kêu tót tót ở trong rừng xa nó nghe. Nó bay ra đó con bẻ ụ con rình bắn nè. Rồi mới thấy gà lôi giả đứng đó thì lấy lông gà lôi thiệt anh bông đó. Nhưng thấy gà mái rồi này kia anh mấy anh hùng dữ dằn ảnh ruồng bầy mấy bầy kia anh nghe kêu tiếng lạ là anh lại liền cũng như con cu. Con thấy con cu vậy chứ có ranh giới hết á. Gà rừng, cu, con gà nhà mình cũng vậy. Nó chỉ chia ranh giới hết, con này mà xâm canh qua con kia là nó đá chết bà luôn á. Con cu cũng vậy, mày biết con chim đa đa không? Giờ chưa thấy, nghe nói chứ chưa thấy. Chim đa đa, đậu nhánh đa đa đó. Cái bài ca Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa ừ. Chim đa đa bây giờ ở trong tà ten tà phô đúng, trong đồng đích còn mà còn bên đất miên còn Nó ra làm sao ông Tư? nó mà lớn nè bằng cúng núng mình nhá nó cúng núng con biết rồi phải không Dạ biết. anh bông nhưng cúng núng nhưng mà bông anh vàng Yeah. cửa anh dài vậy nè Ôi mà tiếng gái anh xấu quắc à ôi. anh qua gái quẹt quẹt què quẹt quẹt què anh gái Kiểu xuống tiếng nghe ghét trời. Gái gì kỳ. Tiếng gái anh không có thông cảm. Tao đi lên Bình Dương tao quen ông này tao đồ chắc cách mạng cái người gì cũng dữ nó ở trong rẫy không trong rừng ông có ông đa đa ông gài lục á coi như cúng núng vậy đó con mà ông thương tao dữ lắm bữa nào vô ông xách mồi xách rượu rồi này kia vô ông nói hôn mồi đó để đó đi để cho ông ăn cơm đi đi bắt đa đa nhậu ông nói tờ ở giác này mà ông bắt biết nổi ông ơi thiệt ông đi chừng tiếng cả chục hai chục con Ý ông bắt cái sao hay dữ không tôi? lục Cài. cái lục con dương lên nó có cái lưới trước vậy nè lục như lục cái cu lục cúng núm mà cái lục nó bự y như lục gà gà cúng núm mình có đa đa mồi đóng hồ công nhận ông huấn luyện ông búng tay cái bốc là nó gái liền Mấy con kia háo thắng chạy lại đá ừ mà ông hay cái dùng tao nói đó là con trùng hổ kêu con địa long đó, nó ỉa mày đi mùa khô mày đi dấp té mày bị chảy máu đó nó ỉa đất lên cục bắp tay cao vậy này. Ôi con chim la đa ảnh chuyên nghiệp ăn trùng dồi. ảnh lại anh biết con trùng nó lên ỉa bị ỉa đất dung dung anh đứng anh rình mà ỉa vừa đất dung là anh tấp ngang cái cục cứ gãy rồi là anh nắm dính trùng anh rút lên ba con trùng là nó rồi trùng ba da anh con mà ngón tay mình thì nó phải nhỏ đâu Kia trùng hổ trùng hổ trùng hổ là địa long đó dạ nó mần sấy rồi đàng hoàng giờ chắc cũng mấy cả triệu con lượng à chứ không phải ít đâu trùng đó không tự trùng á ăn được luôn không tự hồi đó chưa tao chưa có ăn nhưng mà tao nghe người ta kể không có cái món nào ngon bằng trùng trời Phật ơi con đâu biết trộm đem về rồi cái dao đó con nắm đó con đẩy cái một cũng như mình mần ruột gà ruột vịt vậy đi rồi con để ra đó cái nước pha ấm ấm con đổ vô với lá sả mà chà lát trắng tư mà con ăn nó ngọt mà nó thơm mà nó giòn nữa ớp xong cái là làm phơi đâu có phơi làm sạch đàng hoàng rồi vô gia vị đó mình để rau cỏ rồi vô cái con xào cà rau thơm rồi kia Ồ, kỳ đó con ở trên Sài Gòn người đó ta không mần tới mắm trùng là khách quý người ta mới đãi mày đó kỳ đó cho con ở trên Sài Gòn ở lúc trời mưa đó cái ngoài ruộng nó ngập à trùng con nào nó lấy ngón tay ngón tay vậy nè rồi nhỏ em nó nói lương nó lấy gỗ nó hớt hồ cho nửa gỗ nó nói lương cứ đem vô rồi nó mới tám là chàng ơi trùng không đỡ lương đâu mà con nào cũng thấy nó dài bằng ngón tay vậy đó như con lương vậy đó không bằng đồng nguyên đâu đồng nguyên mùa nước nổi nó quấn cây cục nào cũng thấy lớn cái thúng già ôi cá rô còn mà lớn lớn này dưới này mày thấy nó nheo nó nhoi dưới nước rồi nó lấy trấn nó bay lên đỉnh cái đứt được con có cái nó bay cũng hụt nhảy chưa tới trùng tao nói mày cây cò ke với cây rừng nó quấn cục nào cũng thấy
tức là ba cục là đầy xuồng mình á. Bây giờ trùng đó mà được vậy con bán là bạc không? Có dân bây giờ nó có máy nó xịt trùng, Trùng nó bự nó thịt không à? không phải thịt, nó xuất nhập khẩu qua Trung Quốc địa long đó, Về làm thuốc bắc. Thuốc không, thuốc bắc không. Con đó một lần con nghe nói là có để trong những cái món súp đó không Từ, nó ngọt nước đó không Từ. Các loại tao chưa có ăn, nhưng mà có ông trụ trì chùa Phi Lai này, ông Mười Thành, ông mới kể cái mẫu chuyện ăn trùng. Ông nói khách quý mới cho ăn, còn mắm trùng nữa là tuyệt Khách quý đối không cho cho ăn. câu chuyện nó cách sao nghe làm sao không Tư? Ông nói con trùng nó ngon đó, con mần rồi đàng hoàng, con ướp gia vị, con khử mỡ tỏi, con xào không có thịt nào ngon bằng. Nó vừa dai vừa giòn mà nó vừa ngọt vừa thơm. Tức là các thứ ruột, không có ruột nào á, coi các loại con, không con nào ăn bằng trùng. Mà ăn nó bồi bổ cho cơ thể mình nữa. Một chỉ giờ cả bạc triệu á, chứ đừng năng lượng. Bị phơi khô lại Nó trùng nó mần rồi nó sấy, sấy khô lại khô địa long phải không Tư? để lâm thuốc Dạ. bệnh. Mà bữa nào con có dịp đi ngang tiệm thuốc bắc mà hỏi địa long coi nhiêu lượng. Ồ, Hết lúc lúc ở trên Sài Gòn đi làm mướn vậy, làm ở ngoài đồng á, đậu xe dây đó. Mưa tới là thôi không biết bao nhiêu dưới đĩa. ở Sài Gòn Ở Vĩnh Lộc ta A. Sài Gòn Bắc nó kêu con gì đây nè, dân trùng mình mùa mưa cái nó, nhưng mà nó có giò như cuốn chiếu vậy, nó lội. Mà con đó câu tôm với câu cá ngát nó thích nhất, con tôm với con cá mua đó, con đó con phải mua đó, chứ không phải mình biết đường đâu bắt đâu. Sài Gòn năm đó tao đóng ở đầu Cam Ly đó, tao câu được cá ngát 13 kg, câu tôm, cái lưỡi câu tôm nó như lưỡi dấu ó mình, nó lời dữ lắm. Rồi tao câu tôm, tao ngồi tao câu, tao giục câu dưới mấy sông đó tao câu, ôn nghịch vô tao chửi mấy Mỹ, mẹ nó bao cát nó ấy, nó để trên bờ nó không để, giục dưới sông mày nghịch vô như dính bao cát vậy đó. Loạn quay cái lon nó không lạng, nó gị không à, nó gị xuống nó nặng kịch, tao mới nói bao cát 13 kg chữ quay chừng mấy tao mày kéo lên mặt nước nó làm một cái âm, tao không biết con cá gì, thấy cá rồi mà không biết con cá gì. Cái tao biểu Dượng Tám mày là em rể thứ tám, nó lội qua sông vô nhà ông già mượn cái rổ xúc tép ông á, rổ ba bốn đứa mình ôm vậy, rổ xúc tép qua tao phăng gần lên, phăng nhẹ 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 lên, chứ lưỡi câu tôm làm sao dính nó được, bị nó móc vô cái râu nó vậy nè, mép miệng gịch nhẹ nhẹ lên cái nó lội bọc ngoài, nó xúc được cá ngát 13 kg, bà nấu nồi canh chua ăn lịch sự. Cá tính tới số không Từ, chứ nếu mà lưỡi câu tôm sao câu dính được Sao nó. dính được nó? Nó tới số vì cũng đau quá rồi, anh nương theo mới với mình quay mình. Tao thì ví dụ câu cá tao rành 6 câu rồi, Mình nương theo con cá cho nó đừng có gị mất không Từ. tưởng bao cát của mấy Mỹ, chữ mấy Mỹ. Tưởng cái lưỡi câu mình mắc bao cát, mấy chữ mấy Mỹ ở đây mà. Bao cát nó đi rồi nó cũng dục với kinh nữa, thôi nó để bờ đi. Sứ đó lương mày cầm một chục cần câu sáng là một chục con lương, ôi bắt nhái cơm mình nè. Dạ. Cây sậy ba dai gì nè, cây sậy thước đi, con cột cái nhờ câu chính giữa, nhờ câu cũng thước rồi móc nhái cơm, mày coi chỗ nào mày nghi để mày để xuống đó sáng con lươn anh ăn, rồi anh lôi cái cây mình cột giữa nó nạn ngang mắc kẹt cỏ.
có con thì nó chết, có con thì nó sống nhiều phần, con nào nó nuốt quá sâu nó chết, anh nghịch quá mạnh nó lôi ruột gan nó chết, Nhái mà để sống hay mà để chết ông Tư? chết sống gì nó cũng ăn, cái dùng nó lương, tao nói mày thôi 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 lương không có làm gì cho hết lương. Ở đâu không Tư? Ở mày biết Bình Điền chợ Điểm không? Dạ Bình Điền thì biết. Chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền thì biết. Chợ Bình Điền vô, vô cầu Bình Điền chạy vô chợ Điểm, chạy ngược về trong mình nè, chạy Dạ. ngược về Long An nè, Dạ. chợ Điểm nó nằm giữa đồng đúng, chợ Điểm rồi lên Bà Hôm, lên Đức Hòa, Đức Huệ, nó lòng vòng vòng đó. Dạ. Ông nói mày lương với rái không có làm gì cho hết lương, còn mùa mưa này dòng tép biển mình con ngón tay ngón tay nè Dạ. đổ đáy đầy mùa, hai ba cái ấy là đầy ruộng Ôi. với cá chốt biển, cá chốt biển mà dòm dưới sông nó đi kêu xanh nước luôn, Cái chốt biển cái màu ra sao không, ông Tư? màu nó đen đen như cá lăng mình, nó chê nó nhớt nhiều với nó cứng, Nó không ngon bằng cá chốt đồng mình không không ngon bằng cá Tư? chốt đồng, có con nửa ký lô mình bắp tay mình cá chốt. Ui. Cái đó kêu bằng cá lăng luôn. Lớn hơn cá lăng mình đi. Tao đi vô trong mặt lung kiên lương trong mưa này tao kéo bà nội cái đám vợ anh hai mày, bên nó thì bên anh xui tao là phụ nữ không, bên tao là nam giới không, kéo rồi súng nhau nó đổ ra nó mần mắm trứng khiêng không á, Ôi mà trứng ai ăn, trứng anh ăn mày ăn thua ăn rau cỏ nữa, cái ngon trứng cá trê với trứng cá chốt không có mùi vị gì hết á, ăn ánh sột sột sảm sảm anh cứ ngắt à, Yeah. có trứng cá bổi là ngon nhất, cắt lại trứng mà con ăn một chén bữa sau cõi quận không kịp, Cá bổi là Má cái con gì ông Tư, Tư? cái cá bổi cá sặc rằn mình nó mày sạc vì bổi sao? ừ cá kêu sặc bổi sặc rằn đắt tiền lắm Tư, khô bây giờ cũng mấy trăm ký nhà mắc kỹ lắm. cái này gần mất tiền đó. ở dưới miệt tứ Cà Mau chứ cứ nó phơi khô rồi 11 con lận ký sặc bổi đùi đỏ con bành bành, nếu tính ra cá dùng Cà Mau 5 cân với nhiều hơn Campuchia Hiện giờ con thấy nó nuôi trong đồng nhiều lắm ông Tư. vuông Dạ nó nuôi nuôi vuông vuông mà nó xả lúa luôn á, xả lúa xong nuôi cá trong á. rùa lươn rắn đầy nhóc, bị cán bộ không mà những người ta ở trong rừng rồi đó, một người cả cây số vuông 2 cây số vuông kêu gô be múc kinh lên bờ, trên bờ nó trồng chuối trồng dừa rau cỏ, còn ở dưới này, này Nuôi cá. rau muống bông súng nuôi cá. Tao nhậu tao đi tao trị bệnh cho thằng này, con của trưởng nó trưởng ban công an huyện Trần Văn Thời Cà Mau xuống Đường về Đá Bạc không phải Cà Mau đi thẳng xuống đi xuống xuống sông Đốc nữa hả ông Tư? ừ sông Đốc xuống cảng sông Đốc để huyện Trần Văn Thời nó nằm nửa đường sông Đốc mà rừng lá không với bằng đước được công, tới bây giờ nhà nước cũng đổ lộ bằng được tôi công nhận hay, bị đổ lộ mà nó đổ đan dày tới 2 tấc như này con nó mới lót đan mới được, cái ông tôi đã chạy nó lúng chết luôn. Ở dưới vài năm đường đi về mũi Cà Mau vài năm là mất nâng đường lên 7 8 tấc 7 tấc hoài đó, không Lúng Tư? Nó lúng mất tiêu đường luôn, nước ngập chân. đất dưới đất không không có chứ Rồi vài năm cái mà không nâng lên, vài năm không nâng lên hoài. Tốn tiền biết nhiêu. Cái thằng con nó đau ban, đau ban mà cô nó ẵm đi chơi cái nó lụm ăn cầu gai nó ăn cái nó trúng thực, bụng chưa ngứa mắt nó trợn trắng nóc nhà không. Tao trên này đi vô bị cái thằng đó anh em cô cậu gì với cái thằng chủ nhà đó nó mới dắt tao đi chơi. Bà cố nội ơi, cá rô mày ơi, thôi thôi thôi, cá rô nó lưới 7 phần mình khó dính nó, Bự vậy không Tư? bự á, Cái đồ đồng không Tư? rô đồng mình á, Trời ơi. trong vuông nó giăng 7 phân rưỡi mà có con không dính được, dính múm đầu mà lưới nó gói Ghê nó vậy. bắt. Thế nó mần con heo
trong mấy chục con vịt gà. Nhưng mà đặc biệt nó có nuôi cái hầm cá tra trước, ở dưới nó kêu cá dồ không, cá cầu đi cái ỉa dưới. Ở trên mình kêu cái sàn nước, ở dưới nó kêu cái sàn lãng. Sàn lãng. Bởi rơi xuống tao nghe tao cứ tức cười hoài. Cái tao bước vô nhà cho tao gặp một ông thì ngồi ngay bàn chánh, con heo mổ ra để trành bành trên mâm đó. Rồi còn bốn ông ngồi bốn góc nữa, đang lên xuống nói bây giờ cái linh hồn của bé này binh tướng dắt về tới Tà Lan rồi. Dữ vậy em Tư? Ôi Muốn ơi. nói cho mày mà nghe mình gà ăn. Tao nói bởi thầy Pháp nó dốc không à. Cái bà nội nó ẵm cháu nội bị thằng con thứ hai của nó trưởng ban công an huyện Trần Văn Thời luôn. Nó đang đi học Hà Nội. Ở nhà ăn trúng vậy nói nhỏ chết không bị nó làm cách nó sình bụng nó trận trắng không thở không nổi mà. Tao mới bước vô tao thấy vậy tao mới bước vô bà nội nó đương ẵm tao mới dòm mặt. Tao mới khều cùi chỏ nó, khều cùi chỏ bà nội nó. Ông thấy tao lạ quắc nữa mà hồi đó râu ông chưa có bạc đen xì à, còn râu tao dưới lưng quần mà dài dữ lắm. Hồi đó để tang cho ông cồ mà tao để 3 năm nó dài, tóc cũng dài râu cũng dài. Tao kêu cùi chỏ nó cái tao đi thẳng vô bếp cái nó ẵm theo tôi hỏi thím có cho cháu ăn gì không, nó nói dạ không. Lạ quắc hả, dòm mình thò lỗ hoài nó cũng không biết thằng này làm gì nữa. Nhìn Ủa râu râu kia thì mới nó khác thường hơn ta nữa, râu dữ lắm. Bây giờ có một mà con râu tao nó tới mừng bị nó rụng rụng dữ lắm. Cái tao ta mới nói vậy kêu con gái út là người, cô của thằng bệnh này hỏi con có cho cháu ăn gì, nó nói dạ không. Mà mình thấy nó mình biết rồi, biết nó bị trúng thực rồi, hỏi nó coi ăn cái gì nó cũng không. Tao nói thôi vậy thôi. Tao đi ra cửa nhà nó tao nói mày thuốc dãy đầy luôn, hồi đi vô đó đi đường rừng mà bờ kinh nó mới múc đi nó chưa khô có chỗ còn phải đi tránh lúng mày tới háng đó đất đó. Hai bên chạy rừng công đi vô tao đi thấy trước cửa nhà nó măng cầu xiêm nó trồng 2 hàng, tao nói mày trái 4-5 kg nó rụng chầm bành dưới đất đó. Không ai ăn còn dừa mấy trăm cây tao xuống với tao ở 1 tháng 19 ngày không uống miếng nước lạnh mình uống nước dừa không nước không? Dừa không nó bán chắc đóng cũng như dừa bán. Đây đây, đây tao bước thuốc vô tao sắc chặt thuốc ra lấy nồi nó sao luôn ngồi đó sắc thuốc luôn sắc thuốc. Tao mới ra kêu thầy Pháp còn ngồi đó lên xuống lên nói gì thì mình nghe không được, tiếng gì mình nghe không được. Rồi cái tao chắc thuốc tới rồi tao biểu thím ẩm cháo vô đây tao mới lấy muỗng canh mình tao thổi tao đổ cho nên cháo nó luôn đổ nó uống được 2-3 hớp cái nó nghỉ trợn mắt khỏe lại nó hết trận họng không từ nó hết nó sình bụng thở. rồi, thuốc nó thấm hết trận mắt nó bự rồi, 4 tuổi gì rồi. Bà nội ơi con mắt ỉa để xuống đụ người nó ỉa với nó mở ra một đống mặn cầu có cái nó nuốt còn ngọt cũng luôn. Đây 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 chỗ này là cái vong hồn của binh tướng bắt nó về Tà Lan đây nè, vong hồn đây. Tụ nữa cái ông nội nó ông nóng cỡ bằng con à, bàn đương đặt ở ngoài 3-4 cái bàn dao cặm trên thớt nữa, rồi trong ngày con heo để trong bàn chỗ mấy ông đội khăn đỏ lên đó đang cúng luôn hả ông Tư? Đang cúng mấy chục vịt gà gà 2 hàng vậy mà mày thấy đã bên hàng vịt bên hàng gà mà muốn nói cúng còn thiếu
thiếu cúng thiếu binh tướng mới dắt cái hồn cháu này về Tà Lan. Nó quá trời xa rồi. Tôi mà từ nhà tôi xuống đây gần cả ngày rồi mà về Tà Lan ngày nữa, 2 ngày đường mới tới. Uống sổ đủ nữa ông ra ông xô bàn bỏ hết. Đủ mẹ nó vậy mà mình nó nói nhỏ bị bắt bị giặc cơ, hồn linh hồn bị bắt đập bỏ cái bàn thờ ở trên không tôi. dục bàn vuông vuông này để cúng ngoài á, cúng ngoài trước sân bà nội cái nó khách quý nó mới đãi cá tra nghe, mà anh ăn cá cậu chứ tao thì tao gốm tiếu tao đâu có ăn cá tra. Cái lòng gan heo gì nữa gấp nó để cho tao một dĩa chà bá gì nè. Nhưng mà cái đó nó hình như trong gia đình hay cái xóm đó dân ăn nhậu nó không cần thiết mà nó ngó ăn cá tra không à. Ngộ hay không tư? Cá tra nó nấu chua với ra bông súng rau muống thôi, với bông điển thôi. Món đó cái gì bằng nữa? Món món đó là món đặc sản ở vùng đó, tức là thượng cách mới đãi nó quất cho tao cái bụng cá ngay tra chỗ hơn đó nửa luôn. ký rồi. Ngay chỗ đó luôn. Nó để cho trong chén chà bá vậy ngay tao chỗ đựng luôn. Nó mua đưa rượu thì uống vậy, nó ông thầy ăn mồi đi tao cười cười tao không không nói chừng nó xúi điếc rồi cái thịt heo thịt đồ nó gấp nó mà hết chén hết chỗ để luôn đầy dung chén với cái bụng cá. Tôi thấy dân nhậu nó cứ ghèm vô cái tô canh chua cá tra không à, heo gà nó cũng không à. Tao mới gấp trả lời, nó hỏi sao ông thầy không dùng. Tao nói em Út thông cảm vì tôi không biết ăn cá, bị nói mình ở núi nè, nó nói chắc không biết ăn cá này. Nó nói ông thầy ở đây là nó là đặc sản đó, chỉ nó là một con chó là thứ hai thôi, dùng này á dân nhậu nó trọng 2 món ăn đó nhất. Nó nói thôi em Út nhậu đi, cái vợ nó ngồi đừng bà nó uống rượu với mày thấy màu thâm luôn á, có thể một người đừng bà nó chấp 4 thằng mình uống gì ghê vậy? Uống rượu môi chì hết trơn mà uống bằng chén không hả ông Tư? Ly cối. Ly cối luôn hả trời, ghê. Nó uống ly cối không, đứa này bưng mời tao uống ly, tao cười tao lắc đầu tao nói em Út thông cảm vì tôi tửu lượng tôi có hạn, uống cho vui ngồi đây cho vui em Út, chứ một ly này tôi uống sợ không hết nữa, mà uống với em Út đứa một ly là chết tại chỗ rồi. Nó cười vì thứ nhất mình ở trên núi nó nói chắc không biết ăn cá. Rồi cái nó nghi vậy mình biết, cái nói thôi mấy bà ngồi đây nhậu đó, để bị ông thầy ông không ăn đồ này rồi để tụi đi thăm lưới cá rô non, mà lưới 7 phân rưỡi đó, cá rô non đó văng trong vuông đó, ra ngoài nó thăm cá bổi với cá rô cơ mà, có 2 thứ cá đó, một cái rổ bự như này nó dung một rổ. Ôi ôi. Cái nó biểu nhỏ gái thứ hai nó mần, hỏi nhỏ gái thứ ba nó mần mần cái tao mới bước xuống sàn nước á, nó kêu cái sàn lãng á, tao nghe lạ lạ tao cũng cười cự, tao nói thôi còn khỏi mần, tao lựa mấy con cá rô bự 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 chết hơi lâu nữa mình khoái cá sình. Lựa đâu cũng cả chục 20 con nha, còn mỡ heo nữa trong nhà mấy khạp giá bò. Ôi ôi. Bị mần cúng 10 mấy con heo rồi mà còn nói thiếu nữa, chứ không phải ít bởi nó mới giận. Bò tài heo nó nuôi trong chuồng 50-60 con nữa. Cái biểu con mổ bụng nó đi, mổ từ cái miệng nó mổ tách xuống khỏi chặt kỳ chặt dây gì đó, cứ rửa sạch con mổ vậy đi. Vừa mần cá nó dòm tao hoài, bị nói ở núi chắc không biết ăn cá,
mổ cái tao vô này tao lột tỏi, tao đâm tỏi tiêu đồ này kia, tao phải trộn chả rồi tao trộn hình sạch, cái tao để cá rô vô tao lăn lăn trở bắt cho chảo mỡ nó sôi. Nó chiên cá mà như nó chiên chú chiên vậy. Nửa chảo mỡ dầm khạp da bò mà nó lấy cái gáo, nó có tra cái cán thì nó múc mỡ đổ vô chiên nó mày tính. Tao thấy mỡ nhiều quá tao cũng không nói, nó cứ dòm tao hoài. Tao đứng tao chiên cá nào vàng nổi lên đó, tao trở qua trở lại nó nổi phình như trái chú chiên mình, tao mới vớt ra cái rổ tao để cho rõ mỡ rồi nó để vô dĩa. Còn rau sống tao nói mày đám cưới 100-200 người bẻ trên vuông, nó rau nó không có thiếu rau gì hết, đủ thứ rau thơm. Rồi cái tao đem về cá thì anh nào cũng dòm tao ứng cự, tại vì anh nói mình ở núi, dân ở núi không biết ăn cá, cá được mà để dãy gì chiên gì ăn là đồ ăn cũng giống như trên núi quá. đầu cổ rồi không anh cự rồi mình biết. Cái tao cũng không nói gì, tao cũng ăn nhậu bình thường, người ta ăn cá không à. Chi xù mà không biết. Ăn một miếng nó thơm tho nữa, cái tao mới bẻ cho anh chủ nhà ăn khúc. Ăn quá ăn rồi tao mới bẻ cho nó nửa con. Tức là bẻ con cá bẻ làm hai đó. Tao để nguyên kỳ giải rồi mình ăn xộn xạo với rau giống. Dùng rau rau dắp cá nó trồng mà đi muốn ngang lưng quần mình đó. Nó tốt đó. Bị đất phân công thì sáng nó múc lên nó đổ lên nó còn tốt bà nội. Còn rau răm rau diệu rau mù ôm rồi này kia nó trồng ở dưới mà nó cắt lưỡi hái mà ra tay nó quơ gì, nó quất lưỡi hái là đầy vô một rổ. Như các lúa vậy. Con ăn không hết, con hấp với vuông đó là cái nào nó cầm xuống nó sống còn nào cá ăn cá ăn. Trong vuông nó rùa rắn cá tôm, nó không có nuôi của biển mình thôi, vì trong đó nước ngọt. Còn lúa cấy nó nhổ mạ, nó cấy lúa ngang lưng quần mình mạ bị nước ngăn đây rồi nhổ mạ ở dưới cấy không à, mà công nhận gạo dùng đó nó ngon, gạo nàng nhen nàng hương nàng thơm không à, dân nó mần ăn. Cái giống lâu ngày để cho nó hợp với lại con cá hay không? Lúa mùa, Lúa mùa. lúa đó lúa mùa không đó con, trắng lùng trắng tép được không, nó cấy tức là gạo đặc sản bây giờ không đó, bây giờ kiếm lúa mùa ăn hơi hơi, hơi khó. Không có, nó có phân nhưng mà không có xịt thuốc, không có xịt thuốc. nó giải phân ba màu mà lúa có chữa rồi cái nó chống xuồng, nó đứng xuồng nó giải lúng dưới nước. Nó cũng đâu có ăn phân được nhiều không tư, bị gì nó loãng ra nước chứ không tư. Không, nó cũng hút luôn. Tầng rễ lúa nó có mồi bén nó hút mạnh lắm. Cái nó ăn được miếng nó trời ơi mấy ông ơi. Mình nãy giờ nói ông ở núi ông không biết ăn cá, ông ăn cá để vậy để kỳ. Thử nó gấp cho ông con từ đó tới sau ta ở dưới 39 ngày. Thôi. 30 20 một tháng mấy. Đủ nữa anh ăn cá chiên xù không? Ông nói trời ơi tôi tưởng ông đừng buồn tôi ông thầy ơi, tôi bị tôi nói ông ở núi ông không biết ăn cá, thành ra tôi cười ông, cười thầm ông không dám nói, bây giờ ăn về mới biết ông. Rồi mình mới trổ ngày tôi nói em Út nói vậy cũng phải, nhưng mà tôi thời săn đó lâu lâu bị cái vuông nó rắn ít nó mới đi xuống 5 cân, với nó chở rau chở chuối chở dừa xuống gì là nó đổi về một chuồng cá, cá ngát trình đồ này kia, cá biển nó đem về một chuồng vậy đó, nó Đem đi về đổi không à, ăn xong hết không Tư? để dành cho hàng xóm ăn, bị ở đó trong rừng không, mới lập vườn mà vườn của con ở vườn này ở nguyên cái xóm vậy đó,
cán bộ cao cấp không ạ. Rồi anh đem về cái nó mần đồ biển cho mình ăn, mình nhậu. Rồi ở đó nói ăn cơm không có cá, vịt gà với thịt heo. Thịt heo nó nhận mắm nó mày tính. Mần rồi cho anh em hàng xóm nó ăn rồi còn như muối vô hũ, như mắm. Trời ơi. Vậy là cái dùng đó là gạo, cơm, gạo ít mà thức ăn thì nhiều. Đâu có ít con ăn đâu có hết. Một cây số vuông mà biết bao nhiêu cả trăm mẫu đất mà con mần đâu có nổi. Con mần cũng vài công thôi chứ mần nhiều đâu có nổi. Mà gì đó, tao nói mày để trên xuồng là mày đứng lúc đầu đó. Cái mà cái đó nó muốn chỗ luôn. Đất muốn có chỗ không, bị cái giống lúa mùa. Giống lúa mùa. Nước ngang hán mình vậy nè. Đừng bà lội cái mày thấy khúc trên không à, không thấy đít khu gì đó. Lội cái nó có cây nọc dài lắm, nó kê nó xây dư là cái nhét bụi lúa. Bà nội tới mùa lúa trổ bông nào bông nấy, gần 2 gang mình. Dài dữ không tư. Cái hột nó dài như hột nếp mình, trắng lùng trắng tép. Mày cắt vô phơi khô rồi mày nấu cơm ở trong bếp chứ ngoài này mình đói bụng, mùi thơm. Trời ơi, ước gì bây giờ có nồi lúa mùa con ăn thử. Trắng tép, trắng lùng nó thơm phức. Rồi nó ở đó ta ở 1 tháng mấy, tháng 19 ngày lận mà gần 2 tháng rồi. Lúa mùa giờ có mắc dữ lắm. Mắc, gạo nó đặc sản nó xuất khẩu. Giờ nó trắng lùng trắng tép này nó để nấu cháo bịch cho mình đó, cháo nó xấy cháo bịch rồi đó con. Ở Tình Biên có mấy. Với mần bánh gạo này nè. Tình Biên đồ chi tôm có bán nhưng mà mắc dữ lắm. Không, lúa miền đây lúa mùa lúa trên. Dạ lúa trên. Còn ở dưới lúa nước. Dạ. Nhưng mà nó ăn cũng ngon không ta? Ngon. Dạ. Có gạo cũng yên. Mình nghèo mua ăn đâu nổi không? Ăn đâu nổi đâu. Ăn bữa cơm bằng 2-3 bữa kia gạo kia. Tao nói cảnh trên này mình không có đất vườn nữa, ông xuống đây đi. Bây giờ là cái vuông tôi vậy đó, ông muốn ở đâu mé nào mấy bao nhiêu mẫu tôi cắt kêu vô be múc liền cho ông liền thằng đó. Rồi ở đây tụi tôi hùng vốn lại tôi cắt cho ông một cái nhà, ông ở đó ông ở trị bệnh hơn thôi. Là cái người mà ông Tư cứu hồi nãy không Tư? Cứu cháu nội nữa. Nó tại không biết mấy ông dùng này mấy ông thầy đó mấy ông thầy bỏ lột khăn ra về liền, chừng tao uống tao cho uống thuốc thằng này nó yển nói được á, bỏ khăn bỏ về thằng chủ nhà mới nóng nó đổ nho đụng má không đụng má nó hôm dài cũng cả mấy chục con heo rồi đó mà nó còn thiếu.